Xin kính chào quý vị và các bạn. Báo cáo với lại quý vị và các bạn, đây là chiếc đài của hãng Sony to vật vã. Thế nhưng tên của nó không phải là to vật vã. Đài Sony có model CFS 1177SC. CFS 1177SC. Xi mạ ở đằng trước này còn dùng được, nó không được sáng như gương, thế nhưng mà về cơ bản là vẫn còn sáng đẹp. Cái này thì cái đài này, cái loa này to mồm lắm, nói to lắm, trầm lắm, lại còn có thêm cái check nữa, loa hai đường tiếng. Cái tình trạng của cái đài này sau khi cho ăn điện thì giờ nó cái hiện tượng của nó như thế này, thì làm cái video để xin ý kiến các thượng đế, xin cái ý kiến quý vị và các bạn xem ai đã trải qua cái ban bệnh này thì tư vấn giúp nông dân. Giờ radio vẫn nói bình thường, nói to, đúng chất của cái chiếc đài Sony 1177 là to mồm lắm, nói to trầm bấm. Thế nhưng sang băng cassette thì lại nói bé, đường line in thì lại nói bé. Đường line in và băng cassette mở hết volume này lên, chứ còn nếu mở radio mà mở hết volume này lên không nghe được, nó to lắm, không sao to lắm. Thế mình lại hay chứ. Đấy. Cái đài này chỉ cần để như thế này thôi là nghe nó ầm 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 rồi chứ. Cái đây phải vặn hết cơ. Chiều chiều ra bờ vắng mong lung. Đây là cassette nhá. Line in thì thôi khỏi thử, vì mình mua cái đài này ở trên Sài Gòn này. Hồi lúc mình mua mình thử rồi, line in nó cũng nói bé. Có mỗi cái radio là nó nói to. Này. Tất cả đều là tuổi mà nó có thể là một vài cái bệnh lý khác nữa. Ví dụ như chúng tôi hay gặp đến là to lắm, liên quan đến những khối u ở vùng trên não chẳng hạn, hoặc là những khối u ở vùng trứng. Rồi ngoài ra thì cái thời gian radio thì nó cũng đang khó dò, đang khó dò sóng. Thậm chí là cái sáng nắng chiều mưa rồi là tối hơn ha. Dạ. Dạ. Rồi không biết là cảm xúc hiện giờ của Thiên Hương như thế nào khi được tham gia chương trình? Dạ em cũng rất là vui vì trước giờ thì em nghe đài phát thanh cũng rất là nhiều. Nhưng mà đây là lần đầu tiên mà chúng estrogen, ví dụ như là chúng ta thấy là da chúng ta khô và nó không thể mỡ màng giống như ngày xưa. Đấy, radio nói to, loa thì không phải rồi. Nếu như loa mà phải thì radio nó cũng phải nói bé. Mà cái loa này mình cũng đã đấu sang cái đài Sony khác rồi, nói to lắm. Mà loa này còn zin thật. Thế thì chỉ còn mỗi bị mỗi là phên rỉ mà không biết là nó bị ở chỗ nào. Đấy, bằng cassette là phải mở hết này, hết volume lên. Equalizer vẫn hoạt động bình thường nhá, equalizer vẫn hoạt động bình thường. Đấy. Hiệu ứng âm thanh vẫn hoạt động bình thường. Mỗi cái bị cái bệnh này. Đấy, đây. Đây này, đây, lại còn bị thêm cái bệnh này nữa này. À thôi, hết rồi, dính vừa xong dính công tắc. Vừa xong nó bị ở chỗ nào, là tắt đi nó còn không hết đèn đỏ, giờ nó hết rồi, giờ hết rồi. Không biết là nó bị làm sao, không biết là người nông dân như mình thì khi sờ lần vào nó có trở lại trạng thái bình thường không thì cũng không biết nữa, vì bàn tay nó rất chi là thô kệch, bàn tay lại không có đây này, tự đóng này. Chắc là cái công tắc ở cái chỗ này nó bị sao rồi. Đấy.
không không biết là sợ lần vào thì nó có trở lại trạng thái như lúc nhà sản xuất ra không. Thế nên làm cái video này để xin ý kiến quý vị và các bạn xem là ai mà đã trải qua cái ban bệnh này thì hỗ trợ mình với nha. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại thì nên hòn núi cao. Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Một con chim én thì chả làm nên mùa xuân được. Em một mình người nông dân thì sờ lần may ra thì nó được, thế nhưng nếu nó mà được thì cũng mất rất nhiều thời gian, thì trẻ gì bằng cây. Như thế là làm cái video chia sẻ nha. Đấy. Thì thi thoảng có những cái con đài, có những cái con đầu đích mà mình mới gặp lần đầu, chưa biết xoay sở loay hoay nó như thế nào, chưa biết sờ lần vào cái khu vực nào để cho nó rên rỉ lên, thì cũng làm cái video. Thế sau khi làm video thì đã có những cái sư phụ, bữa trước rồi có sư phụ sửa đài, sư phụ 70 rồi, U70 ở Hà Nội tư vấn cho. Thế là sửa được ngày. Thế thì bây giờ sẽ gặp cái con này cũng vậy nhá. Đấy, à, con này cũng vậy, cũng làm cái video để xin ý kiến. Sau khi video đăng lên này cũng hy vọng là có sư phụ hoặc là sư huynh hoặc là hiền đệ nào coi như là chỉ bảo cho để sờ lần cái con này. Cái con đài to đẹp như thế này mà bây giờ lại phải mở hết công suất lên thì đúng là nó chẳng ra cái thể thống gì cả. Đây, chả biết làm sao tự dưng này, này bật đây này, này nó lại này, có đèn đỏ này. Đấy, nó lại có đèn đỏ, nó lại đang sôi này. Đấy, nó lại đang sôi. À, ô cái công tắc này hay không này, tắt đi nó không hết, có từ những cái đợt tắt đi nó không hết, tắt đi nó không hết này. Công tắc này không biết là nó bị làm sao thế, phải tắt đi lại không hết. Băng cassette mình tắt rồi đấy, cassette tắt rồi. Đấy, vẫn tẹt rồi này. Chiều hôm kia thăm làng, tiền đời anh ra đứng. Đài Sony 1177 mà tiếng âm thanh kém quá nhỉ. Âm thanh thì quá kém, xong lại còn bị như thế này nữa, lại phải mở hết volume lên mà nghe nó cũng không được to đâu. Nhưng radio thì to. Nhắc lại trước khi dừng video, nhắc lại để coi như thế là các thượng đế thấy được cái bản bệnh của nó, là radio bây giờ đang nói to bình thường, băng cassette và đường lay in thì lại nói nhỏ hơn mức bình thường rất nhiều, phải vặn volume hết cỡ mới nghe thấy. Đấy, thì không biết là nó ở chỗ nào. Equalizer hoạt động bình thường, hiệu ứng âm thanh ở cái công tắc cài đặt mặc định này vẫn hoạt động bình thường, loa thì lại càng bình thường. Với loa không bình thường thì radio nó cũng nói bé. IC công suất mà không bình thường thì radio nó cũng nói bé. Thế bây giờ chả biết là chỗ nào cả. Thì làm cái video để gửi tới quý vị và các bạn. Thôi thế dừng video ở đây để tay cầm sẵn điện thoại để xem mà có ai mà trải qua cái căn bệnh này rồi thì hỗ trợ mình với nhá. Cứ trân trọng cảm ơn trước. Trước tiên là trân trọng cảm ơn đã xem video của mình. Cái thứ hai, dù gì thì dù vẫn coi như thế là hy vọng là mọi người giúp đỡ người nông dân. Thân ái chào tạm biệt. Merci. Merci beaucoup.